Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của An Khang TV. Thì ở nội dung video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy hình ảnh video miễn phí mà lại không lo bản quyền các bạn nhé. Hình ảnh và video thường là chúng ta sẽ tự đi quay, đi chụp về để phục vụ cho quá trình học tập, dựng video hay là thiết kế một cái nội dung gì đó. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì hình ảnh và video có thể bị thiếu, bị hỏng. Thì thường thì chúng ta lại phải đi chụp lại, đi quay lại hoặc là chúng ta lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm. Ví dụ các bạn hay vào Google Search này mà tìm kiếm đúng không ạ? Thiên nhiên đẹp chẳng hạn. Đấy thì các bạn vào phần hình ảnh. Nó cũng ra rất là nhiều. Còn các bạn muốn xem video thì các bạn bấm vào đây. Đó. Nó cũng nhiều cho các bạn chọn. Tuy nhiên có thể những hình ảnh này, cái video này nó sẽ có phí, có bản quyền. Chính vì vậy hôm nay mình giới thiệu các bạn cách để lấy cả một thư viện hình ảnh video rất là phong phú đa dạng, hoàn toàn miễn phí và bản quyền thì người ta cho phép, và các bạn cũng lại không mất thời gian, không mất chi phí gì cả. Thì đây là một cách rất là hay, nhưng mình muốn chia sẻ cái điều này ra cho mọi người, và mình cũng hy vọng là thông qua cái video của mình các bạn có thêm những cái tư liệu hình ảnh video, thậm chí có thêm cả ý tưởng để xây dựng nội dung cho kênh của mình được hoàn hảo hơn. Thì điều đó mình cũng rất mong cho các bạn như vậy. Thì chúc các bạn luôn luôn thành công. Bạn nào lần đầu xem video của mình thì các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình. Nếu có nội dung của video này mà hay thì các bạn hãy thích và chia sẻ video giúp mình. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết các bạn nhé. Các bạn vào Google có chữ pizzabay.com. Xong các bạn vào pizzabay này. Thì bây giờ mình hướng dẫn cách tải hình ảnh trước. Ở cái phần này thì mình để đã có hình ảnh rồi. Thì mình chỉ muốn tìm hình ảnh gì thì mình gõ vào đây thôi. Ví dụ mình tìm về hình ảnh thiên nhiên nhé. Đấy thì trong này cũng rất là đa dạng này. Cảnh rất là đẹp. Ví dụ mình thích bức ảnh này thì mình bấm vào đây. Đấy thì ở đây các bạn thấy rằng là tải về thì tải miễn phí nhé. Thế còn người ta cũng nói luôn là Pixabay cũng nói luôn là miễn phí cho sử dụng thương mại, không cần thẩm quyền này. Đó, thì không phải lo về bản quyền một chút nào. Đấy, mình thích bức ảnh này rồi thì mình bấm vào tải về miễn phí này. Sau mình chọn chất lượng hình ảnh. Đây là họ mặc định cho mình. Thế mình bấm tải về thôi. Đấy, thế là tải về là ok là xong. Còn mình thích ảnh khác thì mình lại tìm vào đây. Ví dụ ảnh về cảnh đẹp Việt Nam nhé. Đấy thì có những bức ảnh về đất nước của chúng ta rất là nhiều mà chúng ta không cần phải đi đâu chụp cả. Đấy, con người đây mình chả cần phải lên vùng cao, mình cũng có thể chụp được những bức ảnh ở trên vùng cao này. Đấy, và tất cả ảnh cũng là sử dụng miễn phí và không có bản quyền nhé. Đấy mình thích bức ảnh này thì mình lại cũng lại tải về thôi. Cái tiếp theo nhé, mình có thể tìm cả những cái ảnh liên quan đến tâm linh, ví dụ như là bức ảnh về Đức Phật chẳng hạn nhé. Đó, cũng rất rất nhiều ảnh liên quan đến Phật giáo. Thế bình thường làm sao chúng ta chụp được những bức ảnh đẹp như này? Tư liệu hình ảnh thì mình lên đây lấy thì quá hợp lý. Ví dụ các bạn lấy bức ảnh Phật này nhé. Đây cũng là tải miễn phí này. Miễn phí cho sử dụng thương mại, không cần thẩm quyền. Đấy, các bạn thấy hay không? Mình bấm tải về thôi. Chọn chất lượng hình ảnh và tải về. Hay là Thiên Chúa nhé. Đấy, các bức ảnh liên quan Thiên Chúa cũng nhiều. Đây, Đấng Giêsu đây. Cũng tải miễn phí. Miễn phí cho sử dụng thương mại, không thẩm quyền. Đồng ý thì lại chọn chất lượng hình ảnh và tải về thôi. Đấy các bạn thấy cái phong phú và đa dạng rất nhiều. Thế rồi là về con vật. Đấy, cũng đầy đủ luôn. Bình thường sao chúng ta chụp được cái con hổ như này. Đấy, ảnh thì chất lượng rất đẹp. Cũng tải miễn phí. Miễn phí cho sử dụng thương mại, không thẩm quyền. Đồng ý lại bấm tải về thôi. Chọn chất lượng tải về. Đó, tải luôn. Thế rồi là các cái nhân vật hoạt hình, hoạt hình hoạt họa đây,
Có tới 33 trang cơ. Các bạn tha hồ mà chọn. Có khi xem đến đây thì nhiều bạn ấy nảy ra ý tưởng là làm phim hoạt hình chẳng hạn đi, và các bạn cứ vào đây và lựa chọn thôi. Các cái hình ảnh cho hợp lý với nội dung truyện của mình xây dựng phim hoạt hình. Đây, nhân vật này chẳng hạn đấy, mình bấm vào đây chẳng hạn nhé. Đó. Đây cũng tải miễn phí này, miễn phí cho sử dụng thương mại không cần thẩm quyền. Mà cái này họ tách phông nền luôn rồi này. Thế là mình lại bấm và tải về thôi. Còn việc tách phông nền này có ảnh tách, họ có ảnh thì chưa tách. Thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn về cách tách phông nền rồi nhé. Các bạn muốn học cách tách phông nền thì tìm video mình đã hướng dẫn trong kênh An Khang TV các bạn nhé. Thì đó là về phần hình ảnh nhé. Thế còn về phần video ấy thì các bạn bấm vào chọn vào chỗ này, bấm là video. Thì ở đây bắt đầu chúng ta cũng sẽ xem các cái video liên quan. Đây là video về hoạt hình nhé. Như chẳng hạn, này các bạn xem nhé. Cái này mà các bạn ghép, tất nhiên nó ngắn thôi, nhưng các bạn tìm nhiều cái video liên quan để mình làm các cái video nội dung khủng long đang đuổi chẳng hạn thì nó ghép vào. Các bạn xem ở đây thì tự dưng lại ra rất nhiều ý tưởng đúng không ạ? Cũng tải miễn phí nhé, miễn phí cho sử dụng thương mại không cần thẩm quyền. Đấy, nhân vật hoạt hình đây. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Cái này mình sẽ sử dụng về miễn phí không thẩm quyền, mình mang về mình xây dựng, mình lắp ghép, mình biên tập thành cái bộ phim của mình. Cũng tải miễn phí nhé, mình tải về cho các bạn xem nhé. Chọn chất lượng hình ảnh này, chọn bản full HD luôn, tải về. Về động vật thì cái dãy trên là đang mất phí này các bạn này. Thế còn từ cái hiện HD mới lại 4K trở xuống đây là mình không không mất phí này. Phần có phí nó như này các bạn này. Đây, chọn chất lượng này. Đây, ghi chữ là tiếp tục mua hàng này, thì đây là mình sẽ mất phí đấy. Các bạn nào muốn video mà nó theo nội dung mình cần ấy thì các bạn phải trả tiền thôi. Nhưng còn không thì các bạn lại quay ra đây tìm các video khác miễn phí. Như ảnh sư tử này. Như này bình thường là sao chúng ta dám đi quay sư tử như này. Chỉ có lên bisabay.com có ngay thôi. Nó lại tải miễn phí không cần thẩm quyền. Các bạn thấy hay không? Bầu trời nhá, mây bay luôn. Cũng tải miễn phí không cần thẩm quyền. Bình thường sao mình trên máy bay mình chụp được như này. Chọn chất lượng hình ảnh 4K tải về thế là xong. Tải luôn. Đây là suối chảy nhá. Suối đây. Đấy, thấy chưa? Ghép nhạc vào nữa thì quá tuyệt vời. Người ta ngồi nhà lấy cả thế giới luôn. Cũng tải miễn phí không cần thẩm quyền. Đấy, thì mình ví dụ cho các bạn một số thứ thế. Còn các bạn mà cứ lên đây khám phá thôi. Đấy, các bạn thấy cần nội dung gì là phù hợp với cái công việc của chúng ta thì chúng ta tìm. Ở video này mình xin kết thúc tại đây. Bạn nào thấy video của mình hay, hữu ích thì hãy bấm nút thích cho mình một like và chia sẻ video. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn.